xuống đi, ngồi xuống cho mẹ quay nha, ngồi xuống nha. Vậy đó, nằm dưới đây đi, nằm dưới đùi mẹ đi nha, dưới đùi mẹ đi con, nằm dưới đùi mẹ nha. Đi nằm ấy, nằm mình nằm xuống đây thôi, mình để cái mỏ của mình lên trên cái đùi mẹ mình nha, rồi coi mẹ mình làm việc nha con nha. Thương con lắm nha, thương đẹp nhiều nha. Vậy sao tôi quay hả? Môi tôi có son không được không ơi? Không được, môi tôi có son nha, không có nói, không có giỡn với lẹ được nha. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của chú đẹp. Hi, thì sau 2 tuần vắng bóng trên YouTube thì chú đẹp đã trở lại với mọi người rồi đây. Thì như cái tiêu đề mọi người cũng đã thấy thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về những tác hại của việc ăn quá nhiều đường nha mọi người. Thì đường là một cái chất mà chú Lê nghĩ là ai cũng rất là thích, tại vì nó ngọt nè. Khi mọi người ăn vào mọi người sẽ cảm thấy tinh thần mình nó sảng khoái, nó vui vẻ hơn. Cũng như là những cái món mà những món tráng miệng hay là những món như trà sữa rồi bánh ngọt là những món cực kỳ hấp dẫn luôn mọi người, đúng không? Và ai nhìn cũng thèm và ai nhìn cũng muốn ăn. Nhưng mà những món đó thì lại có chứa rất là nhiều đường. Và khi mọi người ăn quá nhiều đường thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ không chần chờ gì nữa mà thay vào đó là sẽ bắt đầu vào ngay xem đường nó sẽ có những tác hại ghê gớm như thế nào đối với cơ thể nếu chúng ta ăn quá nhiều nha mọi người. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng thì việc tiêu thụ nhiều hơn 6 muỗng cà phê đường mỗi ngày, tức là 2-400 đường, thì sẽ dẫn đến việc tăng cân và béo phì. Và số lượng đường fructose được hấp thụ vào gan nhưng không được chuyển hóa sẽ được tích lũy dưới dạng chất béo và dần dần sẽ gây ra hiện tượng gan nhiễm mỡ. Khi mọi người tiêu thụ quá nhiều đường hay ăn những trái cây có hàm lượng đường cao thì sẽ khiến cho mọi người bị nóng trong người và gây ra mụn trên mặt, cũng như khiến cho tình trạng mụn của mọi người trở nên tồi tệ hơn. Khi nồng độ đường trong máu tăng cao thì cơ thể cần nhiều nước hơn để trung hòa lượng đường trong máu, cũng như là để đào thải lượng đường ấy ra ngoài cơ thể bằng đường nước tiểu, nên sẽ dẫn đến tình trạng da bị mất nước, khô và bong tróc. Việc tiêu thụ quá nhiều đường hay các sản phẩm từ đường sẽ dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như tiểu đường hay các bệnh liên quan đến gan và tim mạch. Và biểu hiện của bệnh tiểu đường như ngứa da, khô da, vết thương, vết cắt lâu lành, mệt mỏi và ăn nhiều đường có thể dẫn đến mờ mắt. Đường sẽ giúp cho tế bào ung thư trong cơ thể phát triển mạnh mẽ hơn đối với người bệnh ung thư hay với người khỏe mạnh. Trong những người khỏe mạnh cũng có những tế bào ung thư tiềm ẩn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng đường sẽ tạo điều kiện cho nồng độ axit trong cơ thể tăng cao, tức pH thấp. Đó là môi trường lý tưởng cho tế bào ung thư phát triển. Đường cản trở khả năng miễn dịch của cơ thể, nó sẽ khiến cho mọi người dễ bị cảm cúm, cảm lạnh hay các bệnh truyền nhiễm khác. Khi chúng ta không vui, ủ rũ, buồn bã, đường sẽ giúp cho tâm trạng của chúng ta tốt hơn. Nhưng khi tiêu thụ quá nhiều đường sẽ dẫn đến rối loạn tâm trạng hay cảm xúc. Khi lượng đường trong máu tuột xuống bởi cơ thể đã tiêu thụ hết lượng đường ta vừa nạp vào cơ thể. Điều này về lâu về dài sẽ dẫn đến việc não bộ bị lệ thuộc vào lượng đường được cung cấp từ bên ngoài và nồng độ đường trong máu cao đột ngột. Vì vậy tâm trạng sẽ lên xuống thất thường, gắt gỏng với mọi người xung quanh. Lượng đường quá cao sẽ khiến cho các tế bào trong cơ thể hoạt động quá tải. Đường cũng sẽ kết hợp với protein để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Và sản phẩm cuối cùng này là thứ sẽ lấy đi cũng như phá hỏng collagen, thứ sẽ khiến cho da mọi người săn chắc và đàn hồi. Điều này sẽ khiến cho da mọi người bị chảy xệ, hình thành các nếp nhăn, khô khốc và thiếu sức sống. Sau cùng thì dù với tất cả những tác hại kể trên, ta chỉ nên giảm chứ không nên loại bỏ hoàn toàn đường ra khỏi chế độ ăn uống mỗi ngày. Vì dù sao, đường cũng là một thành phần quan trọng và thiết yếu để cung cấp năng lượng cho cơ thể và não bộ tiếp tục hoạt động. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần phải cân bằng, không thừa, không thiếu, đảm bảo đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng quan trọng. Thì đó là tất cả những gì chủ đề biết về các tác hại của đường cũng như những điều mà chủ đề muốn nói với mọi người về việc chúng ta nên ăn uống một cách đầy đủ các nhóm chất cũng như khoa học. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của chú Đẹp. Nếu thích thì hãy like, share cũng như là subscribe cho channel của chú Đẹp nha. Và mọi người đừng quên follow chú Đẹp trên Facebook cũng trên TikTok nha mọi người. Link chú Đẹp bỏ dưới phần mô tả. Mọi người rất nhiều. Bye bye.